chờ đón anh hùng từ sáng bừng lên. Đàn bồ câu chẳng bay về trong nắng mới. Đàn chiều dân xiết tay nhau đứng quanh đàn la vọng Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước, đem lại độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Thư viện tỉnh Đắk Nông xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc ấn phẩm sách Đảng Cộng sản Việt Nam trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương xuất bản năm 2011. Sách dày 266 trang, in trên khổ giấy 14,5 x 20,5 cm. Cuốn sách là tập hợp các bài viết của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, công tác ở các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử Đảng, Học viện Chính trị, Ban tuyên giáo. Các bài viết đó đã khẳng định rõ quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền trong điều kiện chính trị xã hội ở Việt Nam. Về vai trò lãnh đạo không thể phủ nhận của Đảng cả trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Bên cạnh đó cũng phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đưa ra những đề xuất về các vấn đề xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh lịch sử cao cả của mình trước dân tộc và lịch sử. Trong bài viết Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó máu thịt với nhân dân của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Bình đã khẳng định. Trong lịch sử cũng như trong thế giới đương đại, hiếm có một đảng cầm quyền gắn bó máu thịt với nhân dân lao động như Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một thuộc tính, bản chất của Đảng được thể hiện sâu sắc ở nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối và chủ trương chính sách của Đảng, ở công tác tổ chức xây dựng Đảng, cơ chế lãnh đạo và hoạt động thực tiễn của Đảng. Giữ vững và tăng cường sự gắn bó máu thịt của Đảng với nhân dân là vấn đề chiến lược cơ bản lâu dài, đồng thời đang đặt ra tính cấp thiết. Bài viết Đoàn kết, thống nhất, sức mạnh vô địch của Đảng ta của tác giả Đức Lượng, nguyên phó tổng biên tập báo Nhân dân trình bày. Đảng ta có sứ mệnh hết sức quan trọng là lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Hơn lúc nào hết, phải tiếp tục xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, khắc phục cho được tệ nạn tham nhũng, các tiêu cực. Đó là sức đề kháng của tổ chức, của đội ngũ để đề phòng tự diễn biến và ngăn chặn các âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình. Hiện nay, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Theo đó, tiềm lực kinh tế ngày càng được nâng cao, nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được tăng cường, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, trước những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường và mặt trái của quá trình mở cửa hội nhập, Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải kiên định lập trường, quan điểm phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh,